Ok, một bao tải tiền. Một bao tải tiền. Cái nick này tôi nghe cái tên thôi là tôi biết là đội hình ở đây nó là rất nhiều những cái con container chạy trên sân này anh em ạ. Thầy mơn trớn thế này, chết em rồi. Em bắt đầu thấy lo lắng cho số phận của em rồi đấy. Nào, đến lượt em rồi đấy, em xin làm. Vô đi. Và trước khi vào lớp thì chúng ta phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn chỉnh và không ai khác đó chính là một cái màn build đội hình từ thầy An Hưng Phúc. Ok, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn Pricing Time, chúng ta sẽ đến với một cái đội hình gọi là super cầy chay cho anh em cầy chay đó. Cái đội hình này thì em nghĩ xong buổi hôm nay nhiều người sẽ phải đến gọi là thăm nhà thầy nhiều đấy. Đúng rồi đó. Tâm là sáng một tí là đến thăm nhiều á. Tại sao thầy mới bảo là nó là phổ thông? Tại vì cái giá trị đội hình này thầy nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng 700 tỷ thôi. Nó rất phù hợp với những anh em cầy chay. Bây giờ 700 tỷ nó như kiểu mớ rau ngoài chợ luôn mà thầy build được luôn. Đúng rồi, chính xác đó. Với cái việc của sự kiện xả rất là nhiều nhưng với 700 tỷ chúng ta vẫn sẽ có một đội hình cực kỳ ngon để leo rank luôn. Mình vào luôn thế. Chiến thôi. Thầy sẽ lựa chọn cái form đội hình nó là form như thế nào? Chúng ta nên đá theo quốc dân đi. Tại quốc dân. Quốc dân tất cả các vị trí đều mạnh mà chúng ta có thể bùi áp những cái cầu thủ mà chúng ta thích nhất ở đấy. Em nghĩ sao? Và cái đội hình đấy thì nó có team color gì không và thầy thi triển một cái chiến thuật nào? Thầy có thể bật mí cho các bạn khán giả được không? Thực ra đa phần là nếu mà chúng ta đá team quốc dân thì những cầu thủ đấy nó đều có những cái chỉ số và những cái thể hình rất là đẹp với vị trí đấy rồi. Thế nên team color, một vài điểm team color nó không quá quan trọng. Không quan trọng. Đúng rồi. Và một cái đội hình mà một cái chiến thuật mà thầy cảm thấy rất là ưng mà khi đá giải thế giới ấy, mà thầy cảm thấy ưng nhất và cũng đã thi triển nó cực kỳ thành công ở trên rank siêu sao rồi, đó chính là đội hình 4-1-3-2. 4-1-3-2. 4-1-3-2. Em nghe nó có cái màu sắc của Bright Triple Seven phải không thầy? Chính xác rồi, cha đẻ của nó đấy. Chúng ta sẽ đâm trung lộ nhiều hơn và thi thoảng chúng ta sẽ chọc chét một tí ở cái. Ngày hôm nay ông nào mà gặp bọn tôi trong rank nhá thì biết là đây là Bright Triple Seven phiên bản Việt Nam. Chính xác rồi. Let's go. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với con hàng tiền đạo đi. Chắc chắn phù hợp với cái đội hình này và phù hợp với cái meta đánh đầu, chắc chắn chúng ta phải có anh Liêm. Anh Liêm. Thầy sẽ lựa chọn anh Liêm ở cái mùa giải nào? Thầy nghĩ là với 700 tỷ thì có một số tiền cũng không quá nhiều nên chúng ta sẽ lựa chọn anh Liêm mùa thẻ Returnee. Là BTB đúng không? Returnee. À, Return. À, ok. Ồ, chính xác đây. Chính là anh 7 Returnee. Gia đình anh 7 thì em có chơi thử và nói chung là mùa thẻ nào nó cũng rất là bá đạo. Đúng rồi, chính xác. Đây, với giá cộng thì chúng ta chỉ có 69 tỷ thôi. Một món quà thầy nhỉ? Một món quà. Sụp luôn chứ còn gì nữa. Sụp luôn. Thôi, chúng ta chắc là hôm nay đi chợ mình cứ xung sình tí. Xung sình một tí. Cứ mắc giá cho anh em nó về. Nó gọi là giữ hòa vị trí. Ok. Ok ạ. Và chúng ta sẽ đến tiếp với những cái vị trí tiếp theo. Chúng ta đã có đầu tàu rồi. Ronaldo Return. Bây giờ chúng ta sẽ đến với... Ok, chúng ta cần hai đầu tàu. Tại vì đội hình của chúng ta là 4-1-3-2. Chúng ta cần hai tiền đạo. Hai tiền đạo. Chúng ta đã có một tiền đạo đánh đầu tốt rồi. Bây giờ chúng ta cần thêm một tiền đạo gọi là làm nền đi. Làm nền hợp lý. Và chúng ta có một vị trí mà thầy rất là ưa thích, đó chính là người đồng nghiệp của Ronaldo tại Real Madrid. Cho đoán xem là ai? Không phải Karim như thế nào thầy? Chính xác luôn rồi. Hiểu nhau đến từng ly nào. Ok, chúng ta sẽ đến với Beno. Em đã bảo em luôn có đúng lớp mà. Chính hiểu, xác rồi. Hiểu bài thầy ngay. Beno E21. Beno E21 à? Một trong những con hàng quá rẻ và chất lượng. Giá trị cộng 6. Trông hơi ảo ấy thầy nhá. Trời ơi, nó đắt hơn. Thầy nghĩ là đắt hơn khoảng tầm 6-7 tỷ mà chúng ta chấp nhận được. Chúng ta chấp nhận, chấp nhận được. Vậy đây có lẽ là một trong những con hàng có lẽ là giá ảo nhưng mà khá là ngon. Bây giờ em đang xin ý kiến của thầy về các cái vị trí cánh. Với cái phí lương là 700 tỏ, chúng ta nên tiết kiệm một chút. Chúng ta hãy xem Pedro mùa áp bảng cộng thấp thấp thôi. Đấy, đây, chúng ta Pedro các mùa đây rồi. Mùa áp. Ui, quá nhiều người đặt, không có hàng luôn. Em thấy cái độ hot của nó chưa? Em mới công nhận để chiêu mộ được của anh Tài này về là khó đấy, không phải đơn giản. Mùa MC thế nào? Mùa MC được đấy. Em vừa nhìn thấy là có 64 tỷ. Bây giờ phải chốt thôi. Phải chốt thôi. Quá ngon luôn. Nhưng mà nó cũng là một trong những con hàng mà em nghĩ là thời điểm này nó hơi ảo giá. Hơi ảo đi. Và chúng ta thôi. Múc Hoan Hỷ. Múc Hoan Hỷ 10-15 tỷ chấp nhận được.
cạnh cánh bên kia, chúng ta đã có một con nhanh rồi. Chúng ta lên thêm một cái gọi là nhà nhạc trưởng của bên một cánh đi. Kevin. À, Kevin ở đây. Ok ạ. Rồi chúng ta thử một BTB xem nào. Này, BTB thì luôn sẵn hàng cho mình. Đúng rồi, hơi ảo một chút thôi nhưng mà không sao cả. Chúng ta nên xích một thẻ này về với một thẻ cộng 5. Kevin một thẻ này thì cũng đang chơi tại Man City và cũng là thời kỳ rất là trẻ của Kevin thôi. Nên độ chuyển số này khá là đẹp. Và chúng ta đã vừa qua được 4 con hàng mà em nghĩ là đầu tàu kéo team ở trên hàng công rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ đến với 3 vị trí còn lại là đúng một cái CDM ta đã 3 vị trí của CDM, 2 vị trí của CDM. Thì nghĩ bây giờ chắc chắn rồi, top 1 auto là Lothar Matthäus. Lothar Matthäus ạ. Lothar Matthäus. Chúng ta biết rằng là thứ tất cả các mùa ở trong giải vô địch thế giới đều được pick hết. Từ mùa Icon TM, mùa Icon đến mùa DC, thậm chí là những cái mùa thấp hơn một chút, các đều được pick cả. Thật là quá đáng sợ đến từ Lothar Matthäus. Chúng ta biết rằng Lothar Matthäus từ mùa thẻ Litany đổ lên. Đấy thì đã mang đến cho mình 2 chân 5 năm. Đấy. Và tất cả những bộ chỉ số về phòng ngự và sút xa của cụ thực sự quá ấn tượng. Theo thầy thì với Lothar Matthäus thì chúng ta sẽ lấy cái mùa này là hợp lý. Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm đến mùa thẻ mà cụ được nâng cấp với bộ chỉ số khá là ngon, đó chính là một thẻ Litany, một thẻ là cấp 4. Litany đúng không? Đấy, chính là đấy, cái mùa em đang để luôn đấy. À đây. Chính xác, với một thẻ cộng 4. 64,8 tỷ. Vậy thì còn vị trí thứ hai ở vị trí tiền vệ trụ thì thầy sẽ lựa chọn ai? Một con hàng như em nói, bậc trợ. Bậc trợ. Bậc trợ. Con hàng to cao và bậc trợ. To cao và bậc trợ. Thực ra là cũng có rất nhiều những cái con hàng to cao và bậc trợ đang xuất hiện trong đầu em. Thầy lại gợi ý nhé. Cầu thủ này được gọi là ông vua về nghỉ. Ông vua về nghỉ. Xong rồi. Đây rồi. Có vẻ thầy rất là thích mấy anh của chè nhé. Chính xác. Michael Ballack phải không ạ? Đúng rồi, chính xác rồi. Thầy cực kỳ ưng mùa cáp luôn. Và em nghĩ là mùa cáp nó cũng hợp lý thôi, bởi vì em vừa check con FA thì có vẻ như là đang hết hàng rồi. Con FA là một bản phiên bản nâng cấp của mùa cáp mà. Anh em tranh nhau mua thì nó không có gì quá là khó hiểu cả. Ok ạ, và chúng ta sẽ chốt nhanh con hàng này thôi, bởi vì con hàng này khá là đúng giá rồi. Công viên cuối cùng ở trong cái mục CDM này, chúng ta sẽ chốt ngay cái cặp trung vệ thép của ngày hôm nay. Manini rất nhiều mùa, đang tiết kiệm lương một chút, tại vì chúng ta đã vui ở hàng trên, chúng ta cũng đã làm khá là nhiều lương rồi, thế nên chúng ta nghĩ đến Manini của LH. Một trong những con Manini thật sự là chắc là chúng ta cũng phải mang về cộng 7 là chính xác rồi. Còn Manini mùa LH không tệ một chút nào, mà chúng ta thấy rằng ở trong giải quốc nội, ở trong kỳ gần nhất của bên Hàn thì chính KT Wack, một trong những tuyển thủ gần như là đã rất nổi tiếng trên thế giới với bộ chỉ số của mình, cũng đã pick Paolo Manini LH8 để lui về phòng ngự. Thực ra thì sự uy tín của Paolo Manini là như thế nào rồi? Thực ra là những cái test tam mùa mới thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ nhiều, có nhiều hàng hơn. Mà chúng ta đang cơ cấu lại lương như chưa ngày thì gần như là chúng ta phải nuôi hai con hậu vệ khá là thấp lương. Và chúng ta có thể nghĩ đến những cái khác. Vẫn còn một sự lựa chọn khác từ đây. Đúng rồi, đó là ta còn rất nhiều những cái con hậu vệ công lương khác, ví dụ như Denzel Dumfries. À, Denzel Dumfries. Có phải là mùa E21 không ạ? Đúng rồi, chính xác, một trong những con hàng cân lương thật sự là cũng khá là bá đạo, được rất nhiều tuyển thủ tin dùng. Hàng của E21 check giá xem. Chúng ta hình như là không biết có cộng dưới không, còn cộng 8 thì thực sự nó khá là đắt đỏ với con hàng này. Đây rồi. Đây rồi, chúng ta đã có rồi. Chỉ với 8 tỷ thôi. Ok. Mức lương 21 khá là ấn tượng. Và bây giờ chúng ta có thể lắp ghép những cái mảnh ghép của cái đội hình này vào để chúng ta cân xem hai cánh của chúng ta sẽ có mức lương bao nhiêu. Ok, thì chúng ta đã xây xong đội hình ở phía trên rồi, và hai con CB được gọi là trục phòng ngự ở giữa. Bây giờ chúng ta cần những cái nơi mà gần như gọi là, như anh thì hay gọi là một nửa cửa bóng. Đó là chúng ta thủ môn và hai con hậu vệ cánh nữa. Và với vị trí thủ môn thì nếu để chọn một cái tên duy nhất thôi thì ngay lúc này thì anh sẽ chọn ai? Sau khi đi thi đấu giải thế giới thì chắc chắn rồi, một con thủ môn nó gây quá nhiều ấn tượng, đó chính là thủ môn bắt cho đội vô địch giải FC Pro Master của Wolverhampton vừa rồi, Nico. Nico phải không ạ? Ui, con thủ môn thật sự nó quá kinh dị. Em bài hơi kỹ này, em mang ngay Nico vào trong nick luôn rồi. Đâu? Đây thầy ạ. Đây. Ui trời ơi, vị trí GK Nick Pope em đã có sẵn đây rồi.
chỉ đợi thầy thôi mà. Net Twin. Và bây giờ là cái nhiệm vụ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ không cần phải săn hàng đi cốt nữa. Bây giờ sẽ là đến với các cái vị trí hậu vệ. Chúng ta có thể tìm đến những cái cánh mà thật sự nó làm lên tên tuổi của Tifoem. Đó chính là Lúc So và Spinazzola thôi. Lúc So phải không ạ? Đúng rồi, chúng ta chỉ giá với Lúc So và Spinazzola cấp cánh nó đã quá khủng khiếp rồi. Ui, 90 làm tỷ. Đây rồi, đây rồi thế. Khả năng phải chốt. Khả năng phải chốt thôi. Chốt nhanh, chốt nhanh. Không, Khang chốt mất. Đấy, em bảo mà chốt lắm rồi. Vâng, vậy là Lúc So cộng 6 là đã về với đội hình. Cái bên kia là Spinazzola đúng không ạ? Đúng rồi, Spinazzola. Spinazzola, con hàng mà khiến cho tất cả những cái tiền thủ kia team của em đều phải ấn tượng với con hàng này. Nó quá kinh, nhưng mà rất tiếc là nó không có hàng. Chúng ta nghĩ đến một con hàng quốc dân nữa đi. Một con hàng quốc dân mà nhà nhà cũng từng coi là quốc dân, chính là cả Đọc Cực. Anh Lân Đi Bộ. Đúng rồi, chính xác. Em nghĩ là Kang Walker thì khả năng có mùa nó sẽ cao hơn. Nó rất nhiều mùa. Có hàng đây rồi. Đúng rồi, chính xác. Mùa này là mùa mà T4M cũng đã pick để đá ở vị trí trung vệ. Và có một tốc độ thật sự là quá kinh dị. Chắc là chúng ta sẽ làm ngay con 6 này. Đúng rồi, chính xác thôi. Chúng ta sẽ làm ngay con cộng 6 thôi. Ok, chúng ta có rồi. Chúng ta có rồi. Vậy là xong rồi. Chúng ta đã có Nick Pope. Chúng ta đã có đầy đủ cái đội hình của chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta có thể lăn xả vào và chuẩn bị chiến thuật và chiến thôi. Ok, vậy thì với cái đội hình này chúng ta đã đủ đá rồi, hoặc nếu mà chúng ta thừa nhiều lương này chúng ta hoàn toàn có thể đun lên một con tiền đạo khác. Với ở kia là chúng ta dư đến 11 lương. Nhưng em nghĩ là với một cái quỹ tiền lương. Với một cái quỹ tiền như thế này thì có lẽ là sắm một con tiền đạo mới thì cũng ok. Đúng rồi, vì ban đầu tiền của chúng ta là 700 tỷ. Đúng rồi, bây giờ hiện tại đang là 635 tỷ theo cái giá trị mình thực tế có ở trong đội. Đúng. Và thầy có muốn đổi thêm một con tiền đạo không? Không, thì nghĩ là con tiền đạo là nó là ok rồi đúng không ạ? Thực ra anh em nên nâng mức cộng nó cao hơn thôi. Nếu mà có thể là chúng ta bù tiền vào để nâng mức cộng cao hơn. Ví dụ Ben Cú chúng ta có thể nâng lên khoảng cái bài cấp 7 hoặc 8 này hả? Đó là những cái bài cực kỳ đáng sợ của Kazim Benzema. Và em cũng đang rất mong chờ về cái giáo án chiến thuật của thầy. Ok. Thì thầy có thể phổ cập cho anh em về cái chiến thuật của đội hình này. Đội hình này sẽ đá ra sao ở trong rank và cách thi triển nó như thế nào? Ok, thì đội hình này là một đội hình với cha đẻ của chúng ta, đó chính là Dwight Chisholm của bên Thái Lan, và nó được biến thể rất là nhiều và nó được những cái game thủ rất là nổi tiếng như Matt Pye sử dụng cực kỳ thành công ở trong giải FC Pro Master vừa rồi của đêm nay trước vô địch cho Wolverhampton. Thì với đội hình này chúng ta sẽ có hai con tiền đạo cắm, ba vị trí CM, ba hai và hai con tiền đạo cắm này sẽ đóng vai trò là hai mũi nhọn tấn công chủ đạo của chúng ta. Đấy, kèm với đó là ba con CM này thì trong đó có một con Lothar Matthau sẽ được set một cái chiến thuật đó là tham gia tấn công. Thì Lothar Matthau nó sẽ biến thành một con tiền đạo ảo hay người ta gọi là hộp không cho hai con CM kia, nó biến thành một đội hình 4-1-2-3. Đấy, và hai con LCM và RCM bên cạnh đó là Kevin De Bruyne và Pedro. Chúng ta sẽ xét thêm cái xâm nhập vòng cấm nữa. Nó tạo lên một cái gọng kìm 5 cầu thủ hỗ trợ tấn công của khung trung lộ cực kỳ mạnh. Và đội hình này sẽ thiên về ban bàn trung lộ. Ngoài ra với hai con hậu vệ cánh chúng ta sẽ không xét cái AR2 phóng nhà bình thường nữa, mà chúng ta sẽ xét những các cái thủ nghiệp, tức là họ sẽ dâng hai cánh lên để tấn công cực kỳ mạnh mẽ, để những khi mà họ không thể đâm được trung lộ thì hoàn toàn chúng ta có thể có thêm một vài đánh cánh nữa với những con hàng chất lượng tạt rất tốt như Carvalho hay là Lúc So, hoặc những con hàng khác chất lượng hơn thì tạt. Đấy, nó cũng biến thể lên tạo nên một chơi cực kỳ đa dạng. Chúng ta có cả trung lộ, chúng ta có cả cánh. Đấy, và chúng ta có cả những cái cú sút xa của Balak nữa, tại vì Balak nó sẽ là một cái lớp thứ ba dâng lên hỗ trợ cho hai cái lớp kia, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm sẵn. Vậy là có nghĩa là em có thể dùng là trong một cái điều kiện tấn công cơ bản thì là sẽ có khoảng tầm từ 6 cho đến 7 cầu thủ ở trong vòng cấm đúng không? Đúng, chính xác rồi. Chúng ta sẽ có thông thường là chúng ta sẽ có chủ đạo là 5 cầu thủ, đó chính là hai con tiền đạo và ba con LCM của chúng ta, và hai con cánh của chúng ta sẽ lên bó vào ở bên cạnh sườn của đối phương để chờ đứng những cái quả mà họ đang quá tập trung vào trung lộ. Đấy, để chúng ta đun ra cánh và chúng ta tiến những đường tạt vào để tạo ra một tiếng. Vừa rồi là cái tóm tắt về cái lối chơi của cái đội hình này. Nhưng mà bây giờ thì em rất muốn xem về cái chiến thuật độ. Không biết là thầy đã cài chưa? Thầy chưa cài. Ok, bây giờ thầy sẽ cài luôn nha. Với chiến thuật này chúng ta sẽ đá với một lối chơi
phòng ngự chính là cân bằng rộng 6 và thấp 4. Kèm với cái cân bằng rộng 6 thấp 4 này, chúng ta sẽ cố gắng ép và cắt bóng của đối phương ngay từ khu vực giữa sân. Chúng ta sẽ meet pressing đối phương ở khu vực giữa sân. Còn về tấn công thì chắc chắn rồi, với việc là có rất nhiều tiền vệ ở trong đội hình này thì một cái chuyển trạng thái nhanh nó sẽ phù hợp hơn với những con hàng được set tấn công 3, nó sẽ hỗ trợ phi lên cùng nhau và tạo nên tham gia tấn công, nó khiến cho những cái đường tấn công của chúng ta thực sự là đem đến rất nhiều biến ảo. Nghe về qua về cái mô tả lối chơi phải em thấy nó cũng phù hợp với cái chữ pressing camp của em. Chuẩn rồi đấy. Là mình sẽ đúng cái màu sắc của kênh và trong ngày hôm nay là sẽ thực hiện những cái đường gọi là tấn công vũ bão và pressing liên tục. Ok, đây là sẽ là phần setting về chuyến thuật đội. Và chúng ta sẽ đến với chuyến thuật đơn của từng cầu thủ. Với đội hình này thì chúng ta sẽ để lùi về cùng nhau và xông lên cùng nhau để nó giữ một cái form đội hình và một cái khối đội hình tốt để chúng ta có những cái đường truyền hay những cái đường đi chuẩn hơn. Chúng ta sẽ set công 3 và thủ 3 gần như là toàn bộ cho các cầu thủ và kèm luôn cả hai con tiền đạo sẽ hỗ trợ phòng ngự. Với cái việc cài hỗ trợ phòng ngự này thì hai tiền đạo nó sẽ lùi về giữa sân rất là nhiều. Lúc băng lên thì chúng ta sẽ có một cái khối đội hình 5 con này, nó tạo nên một cái khối tấn công rất mạnh mẽ. Ok, với những con tiền vệ trung tâm thì với LCM chúng ta chỉ set nó là tập trung ở trung lộ thôi. Chúng ta sẽ cố bò ở trung lộ, che zone 14 lại để cho đối phương không có quá nhiều ép họ ra cánh nhiều hơn. Đấy, và chúng ta sẽ set thêm một cái là xâm nhập vòng cấm nữa. Ok, với Lota Mata Earth thì chúng ta sẽ set một cái là tham gia tấn công, tập trung ở trung lộ và xâm nhập vòng cấm. Và còn Pedro chúng ta cũng sẽ set giống với Kevin The Rider thôi, là tập trung trung lộ và xâm nhập vòng cấm. Đó, với vị trí Michel Balak, với đội hình này chúng ta chỉ có một CDM thôi. Thế nên cái việc để chống phản công thì CDM này sẽ ít dâng lên thôi. Chúng ta sẽ để công 1 và chúng ta sẽ để là giữ vị trí cho con cầu thủ này và cũng sẽ vẫn tập trung trung lộ thôi. Với những đường phản công của đối phương thì chắc chắn chúng ta sẽ có Michel Balak sẽ làm cái lớp lá chắn ngay trước cái hàng phòng ngự của chúng ta. Đó, còn về hai hậu vệ cánh của chúng ta chắc chắn rồi, công 3 và thủ 3, và chắc chắn nó chính là một cái mà người Hàn và là người Thái và người Trung Quốc rất thích, đó chính là trồng cánh. Đúng không? Trồng cánh rồi. Đúng rồi, chính xác và thật sự là quá kỹ thuật. Ok, hay là chiến thuật đơn của chúng ta. Và trong cái quá trình chơi thì chúng ta cũng cần phải thay đổi cái chiến thuật này về phòng ngự. Không phải. Chúng ta không hề cần, tại vì đối hình chiến thuật này gần như là được set up thật sự là quá hoàn mỹ mà. Và nó được đưa vào giải thế giới chứng tỏ một điều là gì? Tất cả những cái game thủ họ đã chơi đội hình này, họ đã đưa ra những cái setup thực sự là quá là chuẩn chỉnh cái đội hình này. Và theo em thấy là đây dường như là một cái đội hình mà đã khắc chế lại 4-2-2-2, đúng không? Đúng chính một xác. Một trong những cái sơ đồ mà đang rất nhiều anh em đang sử dụng ở cái meta này. Đúng chính xác. Và đội hình này là một đội hình không chỉ khắc chế 4-2-2 mà nó khắc chế đa phần những đội hình đá cánh. Ví dụ 4-2-2-1, 4-2-1-3. Vâng, những hình đá cánh mà gặp đội hình này thì thực sự là quá khoai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test sức mạnh ngay cùng với thầy An Thơ Núc. Okay. Em mời thầy lên bảng ạ. Chiến đấu nào. Và ở phần 2 này thì chính quan sinh tham tôi với những cái bài học đã học được từ thầy An Thơ Núc thì hôm nay sẽ vào chiến trận. Và chương trình có cấp cho thầy cái thứ vũ khí này. Ủa cái này giống búa của Thor nha anh em ơi. Cái này không biết là gõ vào đầu nó có tạo tia sét nhỉ? Cái tia sét nó sẽ đả thông kinh mạch ở trong đầu đấy. Và có khi là chúng ta sẽ đi ngang. Trước khi gõ thì chúng tôi sẽ thử test vào tay nha. Một cảm giác rất cho mốt anh em ạ. Để trước khi gõ vào đầu pressing time thì cái tay của tôi nó cũng khá là ok đấy. Đây rồi đôi giày. Và thực sự là trong cái trận đấu này nếu có bất kỳ sai sót gì thầy có thể gõ to đầu em lên được. Đúng chính xác. Thế thầy gõ vào đâu cũng được không? Đang đá thì gõ một phát vào giữa trán đúng không? Tức là ngửa về đằng sau là vẫn đá được đúng không? Thức tỉnh luôn. Đúng rồi, thức tỉnh. Người ta gọi đấy là giác ngộ. Giác ngộ đúng rồi. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu của chính trò pressing time tôi. Đây sẽ là phần 2 của chương trình. Vâng. Và vừa rồi thật sự tôi khá đổ mồ hôi khi mà thấy thầy An Thơ Núc phải rất vất vả. Đúng rất rồi, vất vả để cầm hòa một cái cậu tinh anh 1. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ gặp ai đây? Một người tinh anh 2. Ủa đây rồi. Trận trước thầy gặp bao tải tiền, trận này em gặp anh Sơn. <Dân. cười> Vừa sức em rồi, chính xác là những điều em mong muốn. Nhưng mà thầy nghĩ nha, ở trong cái tựa game SC Online này đặt tên là nông dân nhưng chưa chắc là nông dân nha. Người ta gọi là đại gia chân đất. Đó. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến
Đấy, tôi biết ngay mà. Ôi, không yếu một tí nào đâu. Không đâu thầy ạ. À? Anh nông dân này cũng lạ lắm. Anh nông dân này cũng hơi lạ nha. Đội hình anh ấy cũng rơi vào gần 10k tỷ anh em ạ. Khả năng cày, cày chay bằng thẻ ATM rồi thầy ạ. À? Đúng chính xác. Chết rồi. Đây rồi, đôi giày. Nhưng mà thầy cứ tin em đã thức tỉnh hết tất cả. Nào nhớ nhá, nhớ chúng ta nhớ cái chiến thuật này nha. Hãy để ý những con hậu vệ cánh của chúng ta. Rồi đây rồi. Ok là chúng ta hay già xe để giữ vị trí trước tại vì đội hình của chúng ta đang là khá yếu. Ông có vẻ cái nút hơi khác hả? Ờ, chúng ta sẽ bao xe lại để đổi lại nha. Chúng ta phải phay họ một cái. Được bóng đây. Được bóng đây, phay, phay. Phay họ, đúng rồi. Phay. Bó quá chết được, bó cẩn thế. Đấy. Vẫn lợi này gì. Tự nhiên có bóng vẫn không lỗi. Ok, thủ môn bắt đúng không? Cẩn thận. Hay quá, bắt bài quả tí được đấy. Đi rồi. Chúng ta đang chưa thấy pressing time sai lầm cái gì nào. Chúng ta bình tĩnh nào, đổi trò bình tĩnh thôi. Mạng hơi lag một chút nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh. Hãy cố gắng để họ ghi bàn giống thầy. Ok, hay quá. Đội hình này phòng ngự chúng ta rất tốt. Làm được, cố lên. Xử lý, truyền về cho. Nhiên cố có bật kế lên rồi ạ. Không sao cả, không sao cả. Tập trung này, để ý bên trong. Che bình tĩnh thôi. Không ổn rồi. Quả đấy người ta đã bẻ ra góc đấy rồi thì phải di gôn. Hoặc là ốp hậu vệ nhanh lên rồi thì phải di gôn đi. Thì ta đã bẻ ra mấy nhịp cho để di gôn rồi. Cẳng bánh quá thầy ơi. Ok không sao, tập trung. Bình tĩnh nha thầy. Rồi để em học cái bài mơn trớn thầy. Mơn trớn. Ô, thầy không lắp một cho con này à? Thầy lắp hết mà. Ok em ba chạy ạ. Được, lập bập không được. Một tình huống mà có lẽ rằng ba chạm và đã bị bắt bài. Ôi trời ơi, đổi trò con CB đi. Đừng cầm con đắm. Đừng. Ok. Ok, được rồi. Ok. Ok thầy ơi. Không sao cả, các bức cơ rất là khỏe. Quả đấy em đổi trò đam phai em kéo về thấy đã chuẩn rồi. Chúng ta giữ vị trí đam phai vì nếu mà nó la vào nó sẽ mất vị trí bên trong, dễ bị ăn tạt. Thôi, tự nhiên được ăn thẻ miễn phí kìa. Một tình huống lúc lắc hàng rào không xứng đáng của pressing time. Em kéo một cái con đấy đi. Em kéo một cái con ở rìa hàng rào, em kéo ra ngoài bên kia. Đấy, là nó tách ra. Không sao cả đấy, đấy là cách tách hàng rào nha. Vâng, ok. Cẩn thận đánh đâu. Hay rồi, lúc đó cơ hội đây rồi. Bỏ ra. Lúc lắc hết còn gì nữa. Hay là. Đấy. Đấy. Chưa hỏi ơi không đẩy được. À, cái đỡ bước 1 anh chuyển sang đỡ bằng cần rồi. Thầy ơi, bảo sao đi em vặn. Ok. Em chết người rồi đấy. Một chút khó khăn nó không sao cả. Tí đổi lại nha. Nào, bình tĩnh thôi. Ok là, ok đổi lại đi. Ok, Hoàng Ngự hai tình huống đấy là khá là ổn rồi. Mặc dù với mạng hơi lag thế này mà vẫn có thể bẻ được vị trí như thế là một điều có thể chấp nhận được nha anh em. Khá là tốt đấy chứ. Mandini mà, ok. Rồi, hay quá thầy ơi, em phải công nhận là mấy con hậu vệ thầy hay thật. Con Mandini nó bá đạo mà. Nào để ý cánh nha. Đừng ăn sổi cánh bên này cơ mà. Đấy, em vẫn thấy Ronaldo xin bóng. Xin cái gì mà, xin cánh ra kia phải phối ra đấy. Ronaldo xin bóng là nó chạy vào đấy thì mình tạt cánh thôi. Hơi sai chiến thuật rồi. Ok thầy, để em nắn lại, Xứng đáng ăn một búa, xứng đáng ăn hai búa, nhưng tha cho đập trong búa thôi. Ok nào, cố gắng phòng ngự, chúng ta mới chưa hết hiệp 1 đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian. À, phòng ngự của chúng ta khá dày đặc ở zone 14. Bó cẩn quá rồi, bó đá bó quá. Bó quá, cố gắng đổi người để press họ, đừng cầm một thằng chạy và bóp gọi hỗ trợ. Chúng ta cố gắng đổi người nhiều hơn một chút để che những đường truyền. Em bắt. Chưa được, cẩn thận. Ok là vẫn ổn. Họ đá khá bó cẩn đấy. Cố gắng che đường truyền xong mới rút ngắn khoảng cách nha. Phải che được đường truyền của họ. Đây rồi, của em đây rồi. Tốt, đây rồi. Cái bẫy đã được em đặt ra, đây rồi. Lên. Cuối này. Úi giời ơi, chuyển ngắn thì kéo ít lực tôi kéo dài ngoằng ra thế à? Vẫn còn hay sao vậy ạ? Vẫn còn. Úi giời, quả đấy kéo đập gãy cả búa vặt lại. Quả đấy nó phải chuyển nhẹ thôi là được rồi. Chuyển gì phun cả lực ra vậy? Thôi không sao cả, tiếp tục. Con thở là con gỡ các cụ dậy rồi. Hay này. Bình tĩnh.
Quả đấy chưa nhất thiết phải đưa để chờ con cánh dâng lên nha. Những tình huống như vậy, đừng cố gắng đâm lên tiền đạo quá khi mà chúng ta đang hơi thiếu người. Hay quá, tạt cột 2. Còn nguyên. Hay quá Pedro. Nào. Quả đấy em phải nắm sang chân phải, ba lắc cũng chỉ thuận một chân thôi. Không sao cả, chúng ta tập trung nào, phút thi đấu nữa 57 vẫn còn rất nhiều thời gian ở đây. Bây giờ chúng ta press lên thôi, tự tin lao vào đối phương. Được ăn cả ngã về không nào. Ăn luôn. Đầy rồi. Bỏ ra. Ây giời, nó khỏe hơn đấy em. Ôi giời, hai thằng. Ây giời. Được. Ui giời ơi. Và đẻ C thật sự là tôi công nhận là khả năng giữ nút C của Racing Town là ổn nhá. Chúng ta thấy đằng Kevin BTB khủng khiếp như thế nào. Cần cả hai luôn anh em ạ. Hai tay hai em. Nách một em, chải một em. Một pha xử lý thật sự là hay của Racing Town. Rất tiếc là Benzema chưa ghi được bàn. Ok, có lỗi này. Và trong những tình huống này thì thầy có cái bài gì mới cho em? À, em có thể ấn vào và tạt bằng D. Đúng rồi, em sẽ ấn nút xuống nhé. Ấn nút xuống của cái cần bên này để chuyển về trạng thái sút này. Đấy, quay ra. Lực thầy. Không, em chỉ tạt 2 thanh 2 lực cho thầy được. 2 thanh 2 lực. Bấm nút lê. Xong rồi lên là xong. Bấm nút lê xong rồi tạt xong thả ra xong cứ giữ CDD để nó móc. Đây là bài mới của Maspy ở trong giải vô địch. Bài đấy nhỉ thầy ạ. Thôi không để đéo làm bừa nhé. Em cứ ấn D đi. Ok, ấn D này, giữ D. Ui. Đấy, nó như thế đấy. Ảo không? Ảo thật đấy. Đấy, những wow. Quả như thế thì những con hậu vệ nó sẽ không có phản ứng gì cả. Ok này. Ok, một bài, một cái trick cho anh em để có thể đá được những quả phạt biên đấy nhá. Nào, chúng ta tạt cột 2 luôn. Ui giời ơi. Ui, hơi mạnh rồi. Và tay cứ tay kéo cái gì? Toàn full thôi. Toàn full thôi. Đã lại chơi bài đấy. Bây giờ nha, giữ D và nút tiến thẳng. Đây. Ấn xuống, đấy, giữ D và nút tiến thẳng. Đấy, áp thẳng vào mặt con này. Kéo một D một thanh thôi. Đấy, giữ D. Ui, xin đấy, nó thế đấy. Em đã hiểu, kiến thức này đã được tích thụ. Rồi, ok, bình tĩnh nha, truyền về, thiếu người rồi. Ok, hay quá. Chạy luôn như con gì nữa. Đi một ngày đàng hàng một sàng khôn ạ. Trời ơi, sao không dí cho nó về cánh đi, đã bảo bao nhiêu lần rồi nó lên rồi cái kìa. Cứ cặp đầu mà chạy thôi. Đá như nông dân vậy. Chưa nhớ chiến thuật. Nào tập trung. Bật áp lực lớn lên, phút thi đấu thứ 77 rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đây rồi, của em đây rồi. Chờ thêm 10 phút nữa là về đâu mái tóc người thương đấy. Đây, quả đấy em sẽ làm thầy sạng danh. Nào, sang bình tĩnh thôi. Chuyển cho con Pedro kia, xong ra cánh đi. Trời ơi, bình tĩnh lại, bật áp lực lớn lên. Áp lực lớn đâu? Bẫy bị viên rồi. Sao? Cuống rồi, đấy bảo em đá hay lắm, em đá tốt lắm, tốt cái gì, cuống lòi đít ra. Bật áp lực lớn lên. Áp lực lớn đâu? Được rồi, ok, bấm mãi mới chuẩn. Sau mấy lần nhịp nó mới chuẩn. Đấy, cái búa này nó cũng nguy hiểm lắm đấy. Ui thầy ơi. Đấy, trông kìa. Nếu mà bật cái áp lực lớn ngay từ lúc cái tôi bảo ấy thì mọi chuyện nó đã khác rồi. Bật đến 6 lần cái nhịp mới ra cái áp lực lớn. Có đáng gõ không anh em? Có đáng gõ không? Đáng gõ, ăn thêm một gõ nữa là đúng rồi. Thua đến 2-0 liền. Đá với đấm. Nhiều tình huống có thể xuống được cánh mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Khả năng tí nữa em phải nhờ thầy sau khi ở Bích mới có trận đấu đầu tiên rồi. Đúng rồi, chính xác. Em cứ việc là cầm tiền đạo thôi, còn mọi chuyện cứ để thầy lo. Ok thầy ơi. Mà cố ghi bàn đi, cái chiến thuật này chiến thuật hay mà không ghi được bàn là đau đầu lắm đấy. Chồng nhỉ. Thôi không sao cả, tiếp tục. Bàn này thì không thể đánh được, bàn này là bàn việt vị thôi. Quả đấy là bàn chân cái ok. Chưa cắt bóng chân. Nên là nó bị vấp bong móng luôn, là đau. Chưa không may. Bóng chân dài quá. Ok, không sao cả. Tập trung này. Cứ phòng ngự tốt đấy. Phay luôn. Thôi tốt, phay thế là được rồi. Thầy cũng đang định bảo trong vòng cấm phay thêm phát nữa. Chứ ăn là phải ăn triệt để. Tốt. Chất thép. Ok rồi. Ui. Ok, không sao cả. Một trận thi đấu mà tôi nghĩ Racing Town đã làm tốt. Chỉ là những cái tình huống mà đáng lẽ ra Racing Town nên làm tốt hơn thì chưa làm được thôi. Còn lại những cái tình huống nên xử lý thế nào và những pha đè C như kiểu Kevin đã làm được khá là tốt rồi đấy. Nói chung là ngoài những tình huống không tốt ra thì toàn những tình huống tốt cũng vậy. Đúng rồi, chính xác. Và chúng ta cũng để thấy rằng cái kỹ năng chơi game của Racing Town cũng khá là ổn đúng không? Khá là ổn, Racing Town có khả năng đè C này.
có khả năng VC này, nhưng mà cái khả năng phòng ngự của pressing time thì pressing time nên đổi trò nhiều hơn nữa. Tại vì press nếu mà em cầm một con cầu thủ em chạy thì con cầu thủ đấy, giả sử em cầm con CB mà em chạy lên làm CDM thì vị trí nó sẽ bị mất, đúng không? Nó khiến cho cái hàng đội ngũ của em nó sẽ bù vị trí cho nhau, nó khiến cho đội hình bị rối loạn và em đã bị thua một bàn giống như thế. Đấy, thì nên ra thì cái tổng của em nó khoảng tầm đâu đấy tinh anh huyền thoại rồi. Đúng, và hôm nay em có thử qua cái chiến thuật này thì em cảm giác là tấn công rất sướng nhá. Rồi, nhưng mà phòng ngự thì khá rén đấy. Em phải thấy là phòng ngự khá rén đấy, bởi vì là có vẻ như là cái chiến thuật này phòng yêu cầu là cái người chơi có kỹ năng phòng ngự tốt hơn một chút. Đúng rồi, cái khả năng đổi trỏ nhiều hơn và cái khu vực be vị trí khu vực của nó sẽ cần sự tinh tế đọc tình huống tốt hơn. Bởi vì hai cái hành lang cánh thì anh chỉ có mỗi cái hậu vệ. Đúng rồi, chính xác. Thế dâng lên rồi. Nếu mà dâng lên quá cao thì sẽ dễ bị hở sau. Đúng là anh sẽ chia sẻ một cái trick nhá, để em khi thi triển đội hình này em không bao giờ bị ăn phản công. Đó là cái khái niệm phòng ngự cơ bản. Đấy, khi em bị mất bóng, nếu mà hai con hậu vệ cánh dâng lên và em chỉ còn hai con CB rồi, đúng không? Điều đầu tiên của cái người tấn công họ sẽ để ý là gì? Đố pressing time biết. Để ý tiền đạo ăn chạy. Lựa chọn đúng không? Để ý con tiền đạo cao nhất. Đấy, đang, tại vì em di chuyển, đúng, đúng rồi, em hiểu rằng con tiền đạo cao nhất bây giờ có những cái mùa thẻ nó rất là cao, đúng không? Ví dụ mùa thẻ icon thì AI nó rất là tốt. Đấy, thì để chống cái đợt phản công đấy, tức là gì? Tức là em làm giảm nhịp độ tấn công của cái tình huống đấy lại. Để làm gì? Để cho hai con hậu vệ cánh dâng lên của em nó có thời gian để nó về bọc lót cho em. Đấy, thì em chỉ cần đổi trò con CB này để ra cái hậu vệ, để ra con tiền đạo cao nhất của họ thôi. Để họ không truyền nữa là đã bị chậm một nhịp rồi. Tiếp sau đó nếu mà họ không truyền nữa, em sẽ nháy quy để đổi trò về con gần nhất với bóng để em be lại những cái đường truyền của họ. Em hiểu nhá, áp lực với một cầu thủ ấy, không phải là em cứ lao vào tắc bóng là áp lực. Em che đường truyền thôi nó cũng là áp lực. Em đổi trò để bắt bài họ thôi nó cũng là một áp lực đấy. Khi mà em có thể làm được những cái điều đấy, nó sẽ khiến cho đội hình của em lùi về được, thì em không bao giờ chết những đợt phản công mặc dù chỉ có hai con CB thôi. Wow. Ok ạ. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta đã có một cái màn giao lưu rất là vui cùng với thầy An Thơ Lụ, và qua cái chương trình này thì mình cũng rất hy vọng là anh em đã có được một cái chiến thuật mới này, những cầu thủ lựa chọn mới này. Đừng quên là ủng hộ thầy An Thơ Lụ với những màn live stream của mình cũng như là cá nhân mình Pressing Time. Chúng ta sẽ còn gặp lại trong các cái số lớp học FC Online tiếp theo. Bye bye. Bye bye.